Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài game cũng như là cài phần mềm bằng cái ổ đĩa ảo trên nào, cũng như là sử dụng cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm đó là Ultra ISO. Đây là một phần mềm có thể nói là rất là nổi tiếng về cái phần cài đặt ổ đĩa ảo. Thì để nói qua một chút đấy về cái tác dụng của việc sử dụng ổ đĩa ảo trong việc cài đặt phần mềm vào game ấy, thì nó có một lợi ích nhất đó là các bạn sẽ không cần phải giải nén các cái file như là RAR hay là ISO ra một tệp để có thể tiến hành cài đặt game. Thì thường ở đây mình sẽ lấy ví dụ luôn. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ đó là game Zombie Forest nhá. Ở đây các bạn thấy nếu mà cái file này nó ở dạng đó là RAR ở đây, ISO này. Nhưng mà nếu các bạn mà không tận dụng cái chức năng đó là sử dụng ổ đĩa ảo của nó ấy, thì các bạn bắt buộc phải giải nén nó ra, đúng không nào? Extra file này, sau đó giải nén ra được một cái file với dung lượng nó là hoàn toàn tương tự luôn. Và thậm chí là nhiều file game thì giải nén nó còn phình ra nữa cơ. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản đó là muốn giải nén đầu tiên ấy để cài đặt được game ấy bằng cái file ISO ấy mà không dùng ổ đĩa ảo ấy, thì các bạn bắt buộc phải giải nén nó ra, extra file ra, đúng không? Và khiến cho cái máy tính của bạn phải chịu thêm một cái dung lượng hoàn toàn tương tự nữa. Đó là 1.5GB. À, đúng rồi. Như vậy là 1.5GB. Và sau khi các bạn vào file game, các bạn tiến hành cài đặt game ấy bằng chạy file setup ấy, thì các bạn lại mất thêm 1.5GB nữa. Như vậy với một file game nặng 1.5GB thì các bạn mất tới 4.5GB để có thể hoàn thành cái việc cài đặt game, thế nào? Còn nếu các bạn sử dụng ổ đĩa ảo ấy, thì với file game 1.5GB thì các bạn chỉ mất khoảng tầm 3GB là có thể cài đặt được game rồi. Và hơn nữa ấy, quá trình giải nén file ấy, các bạn hoàn toàn không cần quan tâm đến cái thời gian chờ đợi giải nén file, thế nào? Thì ví dụ như là những file game mà mình giới thiệu các bạn, file game ví dụ như là file game Nier Automata chẳng hạn, 60GB, giải nén ít nhất phải gần 1 tiếng. Thì nếu các bạn sử dụng ổ đĩa ảo thì các bạn sẽ không cần phải chờ đợi cái quá trình đó là giải nén 60GB đó, cũng như là các bạn không cần phải mất thêm 60GB dung lượng ổ cứng để chứa cái file tệp của file game sau khi giải nén ra, được chưa nào? Đó là cái lợi ích rất là lớn của việc cài đặt bằng ổ đĩa ảo. Nhưng mà tại sao mình lại giới thiệu các bạn, mình không giới thiệu các bạn cách sử dụng cái ổ đĩa ảo đấy? Bởi vì theo mình thấy ấy, thì cái cách mà các bạn làm thủ công đó là làm việc với cả file RAR ấy, các bạn giải nén ra sau bạn cài đặt game ấy, và sẽ đơn giản hơn. Cho nên là mình nghĩ là sẽ nhiều người biết cách đó là cài đặt hơn. Chứ còn nếu mà mình cái game nào mình hướng dẫn mình cũng sử dụng cái file ISO rồi là sử dụng ổ đĩa ảo, sợ nhiều người họ sẽ không biết cách cài đặt, họ sẽ bị rối trong cái phần sử dụng Ultra ISO. Bởi vì không phải ai cũng là người thông thạo về máy tính, thông thạo các phần mềm để có thể tiến hành cách cài đặt nhanh như vậy, chứ nào? Thì hôm nay với những ai mà có hứng thú với việc đó là hứng thú với cái việc cài đặt ổ đĩa ảo cũng như là thấy được lợi ích của ổ đĩa ảo ấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng cái ổ đĩa ảo để tiến hành cài đặt game và phần mềm, chứ nào? Dưới phần mô tả video mình sẽ để cái file đó là file download của Ultra ISO nhá. Và ở đây mình sẽ có một cái game nữa, cái game để làm ví dụ cho các bạn về cách cài đặt bằng cái phần mềm ổ đĩa ảo này, đó là game Battlefield 3, được chưa nào? Thì bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cái ổ đĩa ảo này ấy. Thì thời điểm hiện tại cái Win 8 và Win 10 ấy, nó có hỗ trợ chúng ta đó là cài đặt phần mềm bằng ổ đĩa ảo rất là dễ dàng. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những ai mà có Win 8 và Win 10 ấy, thì các bạn không cần đến cái phần mềm Ultra ISO này, các bạn cũng có thể đó là tiến hành cài đặt game và phần mềm ổ đĩa ảo, được chưa nào? Còn những ai mà không có Win 8 và Win 10 ấy, thì các bạn bắt buộc phải có Ultra ISO này để có thể đó là cài đặt phần mềm cũng như là game bằng ổ đĩa ảo. Thì đó là cái lợi thế của Win 8 và Win 10 ấy. Thì làm thế nào để tiến hành đó là cài đặt phần mềm và game bằng ổ đĩa ảo trên Win 8 và Win 10 ấy, mà không còn Ultra ISO ấy? Thì ở đây mình có file Battlefield 3, được chưa nào? Đây là các bạn hãy nhớ đó là muốn cài nó vào ổ đĩa ảo thì các bạn bắt buộc phải có cái file đó là đuôi ISO nhá, hoặc là cái đuôi IMG. Nhưng đuôi IMG thì có lẽ là ít phần mềm và game sử dụng, gần như là không có phần mềm và game sử dụng cả, chỉ có những cái hình như là file cái Win hay là cái file GOT gì đó ấy, thì mới có cái đuôi là IMG thôi. Còn ở đây thì chúng ta phổ biến nhất chính là file ISO, đúng rồi. Thì các bạn phải có file ISO này thì các bạn mới có thể sử dụng ổ đĩa ảo để cài nó nhá. Thì với những ai mà có Win 8 hoặc Win 10 ấy, các bạn thì chỉ cần chuột phải thẳng vào cái file .iso đó. Các bạn chọn Open with và các bạn chọn phần Windows Explorer là được. Thế nào? Click vào. Là cái Win 8 hoặc Win 10 chúng ta nó sẽ tự động tạo thẳng một cái ổ đĩa ảo chúng ta, các bạn thấy đây. Đây này, mình sẽ vào lại Deep PC này. Nó tự động tạo thẳng một cái ổ đĩa ảo chúng ta luôn. Và các bạn chỉ cần mở ổ đĩa ảo đó lên và tiến hành cài đặt game thôi. Rất là dễ, đúng không nào? Và sau khi cài đặt xong ấy thì các bạn thắc mắc là không thể nào xóa được, đúng không nào? Một số bạn là thắc mắc là không xóa, đây này, không xóa được này. Đây, file đang chạy trong hệ thống là không thể nào xóa được. Đấy là điều đương nhiên, đúng không nào? Nó đang lù lù đây mà, đang chạy lù lù đây, sao mà
xong rồi chúng ta có thể xóa được cái file đúng không nào. Thì các bạn chỉ cần đơn giản chuột phải và nó chọn eject là xong. What the fuck, eject phát đấy là cái ổ đĩa e, ổ đĩa e nó biến mất luôn đấy. Thì lúc này các bạn có thể quay lại cái file đâu rồi. Đây, giờ các bạn có thể phá xóa cái file Battlefield 3 một cách rất là dễ dàng đúng không nào. Đó, phá mất luôn. Mình cần chọn Z cả nhá. Đây, mình làm lại này, chuột phải, send to, à không, open with Windows Explorer. Các bạn để ý cái bên trái nhá, dưới ổ D nhá, chuẩn bị xuất hiện này. Đó, thêm nguyên ổ D E đúng không nào. Rồi chúng ta sẽ cần chạy path lên thôi. Tiến hành cài game đúng không nào. Chọn ổ đĩa các thứ này. Đó, tiến hành cài game bình thường. Sau đó thì sau khi cài xong các bạn nhớ chọn eject thì mới xóa được cái file game đi đúng không nào. Không, ở đây không xóa được này. Đó, không xóa được, không xóa được, try game thế nào không xóa được đúng không nào. Nhưng mà bây giờ thì click vào ổ E này, chọn eject. Đó, mất phút luôn, what the fuck. Phải mở lại hoài đấy. Giờ thì xóa được rồi, đúng không nào. Đó, vậy thôi. Đó là cái phần ổ đĩa ảo để hỗ trợ bởi Win 8 và Win 10 ấy. Với những ai mà chuột phải vào nó ấy, chọn Windows Explorer rồi Open Wix rồi Windows Explorer mà không tạo ra ổ đĩa ảo ấy, thì có nghĩa là trong cái phần cài đặt app của các bạn chưa có setting cho nó. Thì để có thể kích hoạt nó lên ấy, trong cái Win 8 Win 10 ấy, thì các bạn hãy bật cái bảng tìm kiếm này lên nhá. Ở đây các bạn gõ chữ default. Đây này, các bạn gõ chữ default, các bạn gõ một tí ra nó nguyên ra nguyên cái chữ đó là default app setting nhỉ. Các bạn vào cái default app setting này nhá. Các bạn gõ ở đây, gõ chữ default app setting ra đây là được. Nó thể hiện ra đây, được chưa nào? Click vào nó. Ở đây thì nó ở sẵn phần default app này. Các bạn không thì nó chưa ở đây, các bạn click vào đây nhá, phần default app này. Các bạn kéo xuống. Các bạn đến cái phần set default by app. Click vào. Sau đó nó hiện ra cái bảng này không? Các bạn kéo xuống tiếp. Các bạn tìm đến cái phần đó là Windows Disk Image Burner, chưa nào. Đây là Windows Disk Image Burner, click vào. Sau các bạn ấn vào chọn phần Manager. Đây là hai cái đuôi chúng ta được hỗ trợ trong Win 8 và Win 10. Thì ở đây nếu mà bên này nó chỉ có hiện hai cái chữ ISO vì IMG đấy, mà nó không hiện cái phần Windows Explorer và WinRAR Browser đấy, thì các bạn click vào nó và chọn vào nhá, Windows Explorer. Cái thứ hai là WinRAR, chưa nào. Thì nó mới đó là tiến hành cài đặt ổ đĩa ảo với hai cái file này. Nó phải có hai cái file Explorer và WinRAR đây nhá. Nó chưa có thì các bạn tích chọn vào, chưa nào, click vào. Đó, là được. Sau đó tắt nó đi. Đó, rồi bây giờ thì các bạn có thể tiến hành đó là sử dụng ổ đĩa ảo được hỗ trợ bởi Win 8 và Win 10 mà không cần đến Ultra ISO. Đó, mình sẽ thao tác lại một lần nữa, chưa nào. Rất là dễ đúng không nào. Ở đây phải eject phát là xong. Đó. Đó là với những ai mà Win 8 và Win 10 nhá. Còn với những bạn sử dụng Win 7, các bạn cái Windows của các bạn không hỗ trợ các bạn ổ đĩa ảo ấy, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái phần mềm đó Ultra ISO. Thì đây, mình cũng có phần mềm Ultra ISO ở đây, mình sẽ làm luôn cho các bạn coi. Ở đây thì mình có để cái file này dưới phần mô tả video nhé, các bạn có thể download về để dùng nhé. Đây là cái phiên bản Ultra ISO 9.7, phiên bản khá là mới. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt luôn. Mình sẽ ở đây, mình chạy file exe nhé. Open Run exe. Rồi ấn Next. Ấn Browser, mình chọn vị trí, mình sẽ lưu Ultra ISO này, mình sẽ lưu nó ở đây nhé. File shop Ultra ISO. Thế nào, nó tự động tạo một file Ultra ISO. Ấn OK. Ấn Next. Next. Tích chọn ba cái này thôi nhá. Next. Intro. Rồi finish. Thì phần mềm này nó bắt chúng ta phải mua với giá đó là $30 đúng không? Thì ở đây mình có cái đống series, mình sẽ ấn vào phần enter registration cost chưa nào. Name thì cái gì cũng được. Name thì cái gì cũng được. Còn cái phần code ấy thì mình sẽ vào phần serial này. Sẽ copy copy cái file code này. Nào. Copy nhá. Sau đó thì dán nó ra. Trong bốn cái này cái nào cũng được nha các bạn. Rồi ok. Restart this program. Ok. Tiến hành mở lại mà. Bây giờ thì mình có thể vào Ultra ISO được rồi. Đó, đúng nào. Bây giờ thì ngon lành cành đào rồi. Không còn bị hiện cái bảng cái nữa. Bây giờ ấy, sau khi đã có Ultra ISO rồi ấy, thì chúng ta có thể tiến hành đó là cài game một cách rất là dễ dàng. Đây mình sẽ quay lại file Battlefield 3. Chuột phải vào nó, chọn Property. Sau đó chọn Change. Rồi tích chọn vào Ultra ISO Premium. Ok, apply. Chưa nào. Lúc này chúng ta chỉ cần chuột phải vào nó và chọn Ultra ISO là chúng ta có thể mount ra ổ đĩa E. Là nó mount ra thì đương nhiên rồi, nó sẽ tạo ra một ổ đĩa E đấy. Các bạn vào ổ đĩa E đó và tiến hành cài đặt game thôi, đúng không? Đây này. Đó, cài đặt game như bình thường thôi, đúng không? Và một số bạn ấy thì cũng tương tự như là cái ổ đĩa ảo bên Win 8 Win 10 thôi. Một số bạn sau khi mount ra rồi thì lại không xóa được, đúng không nào?
thì cũng tương tự như thế kia, các bạn để nó chạy ầm ầm như thế này làm sao mà tắt nó được, đúng không nào? Phần mềm đang chạy mà sao tắt được, hiện cái lỗi nó hiển thị đúng đây này, phần mềm đang chạy trên hệ thống không thể nào tắt được này. Bạn hãy cố gắng thử lại try again vẫn vậy, đúng không nào? Các bạn phải tắt nó đi chứ, các bạn phải vào đây các bạn eject cái ổ đĩa đi, ổ đĩa ảo đi, eject đi thế nào. Lúc đó ấy, với cái ổ đĩa ảo bên Win 8 Win 10 khi các bạn eject một phát thì nó sẽ đá thẳng cái ổ đĩa ảo ra khỏi máy tính các bạn luôn. Nhưng mà ở đây eject, khi các bạn eject cái ổ đĩa ảo của Ultra ISO ấy thì nó vẫn lù lù ở đây, đúng không? Nhìn nó kinh dị không? Nhưng mà thực ra ấy, toàn bộ dung lượng bên trong nó đã bị đẩy ra hết rồi, các bạn không thể vào nó được nữa, đúng không? Nó mình eject rồi mà, đúng không? Thì khi mà các bạn quay lại cái file Battle Cuba ấy, các bạn có thể xóa nó một cách dễ dàng, xóa đi, đó, được chưa nào? Rất là dễ dàng, đơn giản, đúng không? Cũng tương tự như nhau thôi. Nhưng mà cái khó chịu ở cái phần Ultra ISO đấy thì các bạn bắt buộc phải reset lại máy ấy, thì cái ổ đĩa ảo nó mới biến mất, đúng không nào? Reset lại máy thì cái ổ đĩa ảo CD driver ấy nó mới biến mất, còn không thì các bạn cứ nhìn thấy nó lù lù ở đây thôi. Được rồi, đó là vài điều cơ bản mà mình muốn giới thiệu các bạn về cách cài đặt phần mềm và game bằng ổ đĩa ảo. Nếu các bạn còn thắc mắc gì đó thì các bạn hãy có thể đặt câu hỏi bên dưới phần bình luận của cái video này. Nếu rảnh có thời gian mình sẽ cố gắng tìm cách giải đáp cho các bạn, được không? Và bây giờ thì mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn cài đặt game bằng cái ổ đĩa ảo. Chúc các bạn download được nhiều game hay tại channel PC Kragami và cài đặt game thành công, cũng như là có những phút giây trải nghiệm game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.